Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Là đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an và sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động chưa từng có, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời, tiền về tới tấp, đổi vận cực giàu, đúng 2 tháng cuối năm 2023. Quý vị thân mến, người xưa có câu rằng, vật cực tất phản, bĩ cực thái lai, ý nói một sự việc khi đi đến điểm cực độ thì sẽ có thay đổi, từ tốt chuyển thành xấu, từ xấu lại chuyển thành tốt, cho nên con người ta càng ở vào lúc vô vọng thì càng cần giữ vững ý chí bản thân, bởi vì rất có thể là hy vọng đang ở ngay trước mắt. Nghịch cảnh đồng thời cũng chính là cơ hội tốt để tôi luyện bản thân, đạt được sự thăng hoa cao độ, giống như bướm nở ra từ kén của sâu vậy. Trong chu dịch có hai quẻ là Bĩ và Thái, quẻ Bĩ chỉ điều không thuận lợi, sự bế tắc, trong thời điểm bế tắc, đạo người không thông, thiên hạ không lợi, bởi thế sống ở đời, gặp phải nhiều chuyện phiền muộn cũng là dễ hiểu, có những việc bạn càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng dễ mất đi. Người quân tử trong tình cảnh này phải biết cách che giấu tài năng, không nên bộc lộ hay phát huy tài năng của mình để tránh khỏi hãm hại của những kẻ tiểu nhân, cũng không nên khoe khoang sự giàu sang, vinh hoa phú quý để tránh bị tiểu nhân ghen ghét đố kỵ. Trời sinh tuổi Đinh Mùi mang mệnh đắc tài phú, số này định rằng khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, túng thiếu, nhưng nhờ sự chăm chỉ, cố gắng và sống có đức độ của mình mà được bề trên chứng giám ban cho nhiều may mắn và tài lộc. Nhưng cũng chính vì trời bê ban số mệnh phú quý mà trên bước đường dẫn tới giàu có của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua, Đinh Mùi liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên, không trả nổi, cực khổ vô cùng. Tuy nhiên qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, bước sang 2 tháng cuối năm 2023, cụ thể là tháng 11 và 12 âm lịch này, các bậc thầy tử vi chiêm tinh học phương Đông có chỉ ra rằng, những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, nếu chú ý điều này, thì sẽ được các tinh soi chiếu, thần Phật phù hộ mà cải biến số mệnh, lội ngược dòng vô cùng ngoạn mộc, vươn lên làm đại gia, tiền bạc ngập két, giàu như vũ bão, khiến ai ai cũng kính nể. Vậy, cụ thể chi tiết vận trình của người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ ra sao, bản mệnh sẽ gặp những vận may gì, có gặp phải vận hạn gì trong 2 tháng tới hay không, và cách hóa giải cụ thể như thế nào, thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Quý cô bác Đinh Mùi thân mến, Khổng Tử đã từng nói chuyện với các đệ tử của mình về sự can đảm của bậc quân tử, biết nghèo là do mệnh, biết khổ là có lúc, gặp đại nạn không sợ hãi, chính là bậc thánh nhân chí dũng. Vậy theo quan điểm đó, thành bại của một người phụ thuộc vào nội tâm của anh ta, mà sức mạnh của nội tâm bắt nguồn từ sự thấu hiểu nhân sinh, có thể nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn để chờ thời, cuối cùng thì tâm sẽ bình lặng như nước, lắng nghe số phận mà làm mọi việc. Nội tâm mạnh mẽ sẽ có dũng cảm để đối mặt với thực tế, gặp phải chuyện gì cũng cố gắng giải quyết bằng tất cả sức lực của mình, nhưng cũng chính vì biết mệnh trời mà có tiết chế không tham vọng. Luận ngữ của Khổng Tử có viết, không biết số phận cũng không phải là quân tử, thiên mệnh, bất luận là theo quan điểm của đạo giáo hay nho giáo, đều là cấp bậc cao nhất của đạo học. Khổng Tử tin rằng ngũ thập chi thiên mệnh, nghĩa là ở độ tuổi 50, khi đã trải qua những nỗi đau khổ của thế gian, phải biết như thế nào là đúng là sai, đồng thời khuyên răn mọi người cách sống, dựa vào số mệnh mà hành động, đừng cố cưỡng cầu. Người quân tử hành động trong địa vị hiện tại của mình, không mong ước gì ở ngoài, vốn sẵn giàu sang, hành động theo giàu sang, vốn sẵn nghèo hèn, hành động theo nghèo hèn, vốn sẵn là di địch, quê mùa, man di, hành động theo di địch, vốn sẵn hoạn nạn, hành động theo hoạn nạn. Người quân tử không vào đâu mà không được vui lòng, Trung Dung, chương 14, quân tử dễ dàng ở cuộc đời sau này, tiểu nhân đắc ý chỉ được ngay tức khắc. Ý nói người quân tử bình tâm và chọn cho mình một vị trí bình thản nhất để chờ vận mệnh đến, còn kẻ tiểu nhân mạo hiểm đi cưỡng đoạt, tranh đấu, cuối cùng chỉ được trong tích tắc rồi lại không có gì.
Con người khi đối mặt với khó khăn, lo sẽ nảy sinh nỗi sợ hãi, chủ yếu là cảm giác sợ mất đi mọi thứ. Khổng Tử đã đưa ra một cách chữa trị, đó là làm hết sức mình, nhưng vẫn lắng nghe vận mệnh, mặc dù nỗ lực hết sức nhưng không quá kỳ vọng vào kết quả, nhận biết tình hình và để nó thuận theo tự nhiên, kiên định, nhẫn nại. Người xưa xét việc thành công hay thất bại là có liên quan tới ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa, và thiên thời ở vị trí đầu tiên là có lý do. Khi một người có thể nhẫn nhịn và im lặng chờ đợi, chủ yếu là vì anh ta tin rằng một thời điểm thích hợp sẽ mang đến cho anh ta những điều tốt đẹp. Chỉ đáng tiếc là thời đến vận chuyển không phải chỉ qua một đêm, thời gian quá lâu khiến nhiều người mất đi lòng kiên nhẫn, biến thành thất vọng và đau buồn. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử có viết một câu nói nổi tiếng: qua những ngày tháng lạnh lẽo rồi mới biết cây tùng, cây bách. Những lời này là muốn nói với mọi người trên thế gian, trong những ngày tháng khó khăn nhất, kiên nhẫn vượt qua, bạn mới biết mình mạnh mẽ đến thế nào. Nguồn gốc của sức mạnh bên trong nằm ở sự tin tưởng vào khả năng của chính mình. Tất nhiên, nó cũng không thể tách rời khỏi sự kiên nhẫn chờ đợi nỗ lực được đền đáp. Trong số 12 con giáp, dê là con vật yêu thích cuộc sống tự do. Họ luôn muốn hướng tới cuộc sống bình yên, tự tại. Cũng chính vì vậy, người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 luôn là mẫu người theo nguyên tắc tứ hành trong phong thủy, là người có tính cách đặc biệt, với nhiều đặc điểm nổi bật. Họ thường có tính cách năng động, nhiệt huyết và dám nghĩ dám làm. Họ thường là những người có đam mê và quyết tâm cao trong việc đạt được mục tiêu của mình. Họ có năng lượng dồi dào, sự quyết đoán và sẵn sàng đối mặt với những thách thức và khó khăn trong cuộc sống. Sự nhiệt huyết và quyết tâm của họ thường giúp họ vượt qua khó khăn, trở ngại và đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực. Trong công việc, họ là những người chăm chỉ và độc lập, không bao giờ dựa dẫm ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì. Dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Đinh Mùi đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Nhìn bề ngoài, Đinh Mùi có vẻ rất ôn hòa, thoải mái, nhưng thật ra bản mệnh lại là con giáp có ý chí rất mạnh mẽ và lúc nào cũng tự tin vào bản thân. Họ tin rằng trên thế giới này chẳng có việc gì là bất khả thi, chỉ cần mình cố gắng thì chắc chắn sẽ đạt được điều mơ ước. Trong sự nghiệp, họ luôn phóng tầm nhìn về phía trước, chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn về phía sau. Một khi gặp thất bại, họ cảm thấy việc quan trọng nhất là tìm cách khắc phục, chứ không phải là than thân trách phận, nuối tiếc những gì đã qua và chờ đợi người đến giúp đỡ. Chỉ có cách không ngừng nhìn về phía trước, tiến lên phía trước, mình mới trở nên mạnh mẽ hơn. Nhờ những suy nghĩ ấy mà người ta thấy con giáp kiên cường này luôn luôn cố gắng, không bao giờ bị thất bại hạ gục mà sẽ càng vươn lên mạnh mẽ hơn, khiến người ta khâm phục. Vận mệnh của người tuổi Mùi rất tốt. Nếu chẳng may người tuổi Mùi là người nghèo khó, thì họ sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ có giá trị từ bố mẹ và người thân của họ. Cả những người có thế lực cũng muốn che chở họ, được mọi người coi trọng và kết nghĩa anh em. Tóm lại, một người tuổi Mùi với vận mệnh tốt thì sẽ không gặp khó khăn, bởi vì mỗi lần gặp thất bại họ đều nhận được sự quan tâm giúp đỡ của người khác. Người sinh năm Mùi biết cách lấy trí thông minh bù đắp những chỗ yếu kém của mình. Họ giỏi sử dụng những phương cách uyển chuyển, khéo léo, chiến thuật mềm dẻo khiến người khác mềm lòng. Đặc biệt họ cũng rất giỏi trong việc đánh giá tâm lý đối phương, bởi vậy đừng dại mà coi thường họ. Ưu điểm của người tuổi Mùi nằm ở chỗ, họ luôn suy nghĩ chu toàn và sắp xếp công việc ổn thỏa, tinh thần cầu tiến, giỏi xã giao, tính cách lại hiền hòa, nên họ được lòng nhiều người, bạn bè khắp bốn phương. Đặc biệt, khi đứng trước sóng gió và thử thách trong cuộc đời, Đinh Mùi không bao giờ chịu chấp nhận bỏ cuộc hay trốn tránh, họ là con giáp rất giỏi chịu đựng gian khổ. Tử vi học dự báo rằng, trong giai đoạn cuối năm 2023 này, sẽ mang đến rất nhiều may mắn và cơ hội cho Đinh Mùi. Với tinh thần trách nhiệm cao, làm gì cũng có tầm nhìn xa và mưu lược, lại thêm sự chủ động, nên Đinh Mùi đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Thêm nữa, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ, nên cuộc sống của Đinh Mùi cũng xuôi chèo mát mái hơn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, nếu có khó khăn thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thời gian tới này sẽ mang đến cho Đinh Mùi rất nhiều vận may lớn. Đây là thời điểm mà người cầm tinh con dê có thể đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Cơ hội xuất hiện rất nhiều để Đinh Mùi phát huy tài năng của bản thân, đồng thời đạt được những thành tựu xuất sắc. Đặc điểm nổi bật nhất của Đinh Mùi chính là sự thông minh, nhanh nhẹn, là người có tính cạnh tranh cao. Đinh Mùi sẵn sàng lắng nghe ý kiến phê bình từ người khác và học hỏi từ những sai lầm của chính mình để bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày. Đây cũng là người có suy nghĩ logic và luôn bình tĩnh suy đoán trước khi đưa ra kết luận. Đinh Mùi là người nhiệt tình và có trách nhiệm. Họ có khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường mới và có thể dễ dàng kết bạn. Điều này giúp Đinh Mùi thu hút được nhiều quý nhân trong cuộc đời mình. Đặc biệt,
Trong hai tháng 11 và 12 âm lịch tới, vận khí của Đinh Mùi tăng vọt, cơ hội xuất hiện rất nhiều, giúp cho sự nghiệp và tài vận của con giáp này có thể thăng hoa mạnh mẽ. Mọi kế hoạch của tín chủ sẽ được tiến hành một cách trơn tru, thuận lợi và đạt được kết quả như ý muốn. Bên cạnh đó, Đinh Mùi cũng có thể thực hiện được những ước mơ mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay, một phần nhờ may mắn tự thân, một phần nhờ quý nhân giúp đỡ, nên cuộc sống của bạn trong thời gian này sẽ vô cùng thăng hoa, viên mãn và đáng mong chờ. Sau đây là luận giải chi tiết đầy đủ các phương diện của tuổi Đinh Mùi trong 2 tháng 11 và 12 âm lịch này nhé. Đầu tiên, xét phương diện công danh sự nghiệp. Xem tử vi 2 tháng tới nhận thấy, con đường sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi 1967 thênh thang rộng mở, ví như gặp đúng thiên thời địa lợi nhân hòa, là nền tảng tốt để tự do phát triển, thỏa chí tang bổng. Cô bác hãy mạnh dạn tiến bước, thực hiện những dự định lớn lao của mình, buông dây dài ắt bắt được cá to. Cục diện tam hội thái tuế kết hợp với nguyệt lệnh lâm dưỡng báo hiệu trong 2 tháng cuối năm 2023 này rất thích hợp để Đinh Mùi lên kế hoạch cho chặng đường tiếp theo. Sau giai đoạn chầy chật ở những tháng đầu năm, cô bác cũng nên đánh giá lại những việc mình đã và chưa làm được, từ đó điều chỉnh các dự án. Cát tinh trong thời gian tới khuyến khích Đinh Mùi tự tin và mạnh dạn trình bày ý tưởng của bản thân. Người biết chủ động trong công việc sẽ được đánh giá cao hơn hẳn những người chỉ biết chỉ đâu đánh đấy. Sự nỗ lực chăm chỉ của bản mệnh cũng sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Thực tế trong quá trình làm việc, bạn cũng gặp những khó khăn như người khác. Nhưng chính nhờ tinh thần không ngại khó, ngại khổ nên đạt được mục tiêu, trong khi những người khác phải chịu thất bại. Do được nhiều người yêu mến, cô bác còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Đối phương có thể định hướng cho cô bác những mục tiêu mới, hoặc truyền dạy cho bạn những điều hay lẽ phải. Con giáp này hãy khiêm tốn, chăm chú lắng nghe, bạn sẽ tiếp thu được nhiều điều hữu ích cho sự nghiệp. Nếu có thể giữ vững tinh thần quyết tâm như vậy, chẳng sớm thì muộn, những chú dê cũng sẽ tìm được vị thế xứng đáng với năng lực của mình. Đặc biệt, thời điểm này Đinh Mùi còn có cả sao Tả phù và hữu bật phù trợ, khả năng cao cuối năm này bản mệnh sẽ có sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc vị trí công tác, đó đều là những phần thưởng xứng đáng cho thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của con giáp này. Nhìn chung, khá nhiều cơ hội phát triển bày ra trước mắt, quan trọng là bạn có chấp đúng thời cơ và chủ động nắm bắt hay không. Tuy nhiên, thiên cầu hung tinh là điềm báo có thể xuất hiện kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay vì lòng đố kỵ. Đối phương sẽ tìm cách để phá hoại công sức bạn bỏ ra bấy lâu, cũng có thể tung ra những tin đồn thị phi, phá hoại danh dự của những chú dê. Cô bác được nhắc nhở nên thận trọng khi hành sự, để không bị sập bẫy tiểu nhân, cần phải chú ý cẩn trọng trong công việc, cũng như lời ăn tiếng nói, tránh để kẻ xấu kia tìm được điểm yếu của mình, mà khiến công sức bỏ ra đổ hết xuống sông xuống bể. Về mặt tài lộc, tiền bạc. Trong 2 tháng 11 và 12 âm tới đây, tuổi Đinh Mùi là con giáp may mắn được cát tinh soi chiếu, thiên tài hậu thuẫn, nên càng làm ăn buôn bán càng dễ có được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Nguyệt lệnh lâm dưỡng vận, báo hiệu vận trình tài lộc của người tuổi này có xu hướng tăng dần chứ không phải giàu có ngay sau một đêm. Mọi việc đều cần nỗ lực và tính toán chu đáo từng bước trước khi tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Vận khí đang tăng dần, thích hợp để làm những việc quen tay hay đã có kinh nghiệm, không hợp để đẩy mạnh đầu tư ồ ạt, nóng vội lúc này chỉ khiến cô bác dễ nhận về cay đắng. Đừng quên thắng có thiên cầu hung tinh hoành hành, không có lợi cho việc làm ăn hay kinh doanh, đầu tư quá lớn, độ mạo hiểm và rủi ro cao. Chỉ cần tiếp tục công việc, dự án hiện tại thì tiền bạc cũng rủng rỉnh rồi, Đinh Mùi không cần phải liều lĩnh đặt cược hết những gì mình đã xây dựng bấy lâu. Họa tiểu nhân ẩn tàng cũng nhắc nhở tuổi này đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Cô bác nên có sự tìm hiểu kỹ càng trước khi bắt tay làm ăn chung với ai đó, đặc biệt là người chưa từng giao hảo trước đây. Làm gì cần quá trình bền bỉ phấn đấu và một tầm nhìn xa trông rộng, cô bác có thể hiểu các mánh khóe trong nghề của mình, cũng áp dụng để thu lợi cho bản thân, song đừng bất chấp tất cả mà làm liều kẻo vướng họa lao ngục. Với người làm công ăn lương thì trong 2 tháng này thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái, bản mệnh sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm hay những mối đầu tư ngon nghẻ mới, điều này khiến cho những chú dê trở nên bận rộn hơn hẳn, song bù lại túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Khi vận khí dần ổn định, cô bác sẽ có thêm tả phù cát tinh nâng đỡ để thăng tiến dễ dàng, thu nhập sớm được cải thiện, do đó hãy cứ xông xáo, đảm nhiệm nhiều trọng trách, đến lúc phù hợp, tài lộc sẽ tự nhiên đầy túi. Ngược lại, nhìn thấy khó khăn mà thoái chí thì mãi nghèo đói, chẳng thể ngóc đầu lên được. Phật dạy rằng, tốt xấu xuất từ một niệm, nên trong cuộc sống này, mỗi ngày đều có suy nghĩ khác nhau, nhân sinh quan khác nhau, có người lạc quan thì cũng có người bi quan.
Có thể có những việc cô bác sẽ không tin, và tâm linh là một trong những điều kỳ diệu của cuộc sống. Tâm linh cũng không ở đâu xa, mà nó ở ngay trong tâm cô bác. Chỉ cần cô bác luôn tích cực lạc quan, thì đâu cũng sẽ xuất hiện cơ hội cho cô bác thể hiện. Sự chịu khó nỗ lực của cô bác sẽ không bao giờ là vô ích, bởi chỉ cần sâu trong tâm cô bác vẫn vững tin và đức tin, thì cuối cùng ông trời sẽ đền đáp cho cô bác, không bằng cách này thì bằng cách khác. Còn với ai bi quan, luôn oán trách số phận không chịu vươn lên, thì dù cơ hội có đến họ cũng không thể nào biết được, vì trong đầu họ luôn bị che mờ bởi sự tiêu cực. Hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp, nhiệm màu, thì cuộc sống sẽ luôn nở hoa quý vị nhé. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi trong 2 tháng cuối năm 2023 nhận thấy, nguyệt lệnh lâm đất suy, báo hiệu sức khỏe của bản mệnh giảm sút đáng kể, chủ yếu là áp lực tinh thần khiến bản mệnh đau đầu, stress, có thể bị sụt cân. Đây chỉ là những triệu chứng đơn thuần do cơ thể suy nhược gây ra, không phải là bệnh nghiêm trọng, nhưng nếu không được quan tâm đúng mức, chúng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật đáng ngại. Do đó, con giáp này cần tìm cách giải tỏa áp lực càng sớm càng tốt. Khi căng thẳng được xua tan, bạn sẽ thấy mình khỏe trở lại sớm thôi. Bạn có thể chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia, hoặc người nhà, bạn bè, để lòng vơi nhẹ hơn. Đừng ôm đồm mọi thứ một mình, bên cạnh bạn vẫn còn những người thật lòng quan tâm và muốn san sẻ với bạn. Về phương diện tình cảm, gia đạo, theo tử vi tháng 11 và 12 của tuổi Đinh Mùi âm lịch, ở phương diện tình duyên, người tuổi Đinh Mùi khó mà có được những điều mình mong muốn. Tương xung cục khiến mọi thứ có nhiều biến động dữ dội hơn là bạn nghĩ. Dù không khí Tết đã cận kề nhưng tình cảm ngày càng rối ren. Đời sống hôn nhân nhiều xung đột, mâu thuẫn, khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, tình cảm vợ chồng cũng ngày càng phai nhạt. Thậm chí nếu để tình trạng này kéo dài, sẽ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của hai người, khi đó thứ bản mệnh đánh mất không chỉ là người ấy, mà còn cả mái ấm của mình. Thời gian này, mối quan hệ vợ chồng này sinh mâu thuẫn, chủ yếu là vì kẻ thứ ba xuất hiện gây chuyện thị phi, khiến đôi bên hoài nghi lẫn nhau, cả hai cần bình tĩnh nhìn thẳng vào vấn đề, càng trốn tránh, nguy cơ rạn nứt tình cảm càng cao. Vấn đề xuất phát từ cả hai phía, nên đừng chỉ chăm chăm đổ lỗi cho đối phương, mà không xem lại bản thân mình. Hai người đều cần thẳng thắn nhìn nhận lại vấn đề để tháo gỡ khúc mắc. Và bây giờ là vận trình chi tiết của tuổi Đinh Mùi theo vận trình chi tiết từng tháng như sau. Tử vi tháng 11 âm lịch. Tháng này, vận trình công việc của người tuổi Đinh Mùi có nhiều biến chuyển tích cực. Tất cả là nhờ uy tín mà cô bác đã gây dựng từ trước đây, nên được mọi người tin tưởng trong các dự án hay khi cấp trên giao nhiệm vụ. Tháng mới sẽ cho cô bác nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân, cũng như giúp cô bác vượt qua những nghi hoặc về khả năng của mình, nhờ đó giúp bạn khẳng định vị trí và lựa chọn của cô bác là đúng đắn. May mắn là trong giai đoạn này, nếu cô bác gặp khó khăn thì ngay lập tức có người chia sẻ thông tin cho cô bác lời khuyên để cô bác tìm ra giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, đừng quá nhờ dựa vào những lời khuyên này, cô bác cũng cần phải áp dụng vào hoàn cảnh thực tế của mình nữa nhé. Trước tiên cô bác nỗ lực tìm cách đã, sau đó mời nhờ sự hỗ trợ, lúc đó bạn mới khám phá ra nhiều vấn đề hay ho. Khi chưa thực sự bắt tay vào thực hiện thì không nên vội vàng hỏi làm gì. Trong tháng mới, vận trình tình cảm của người tuổi Đinh Mùi trong thời gian này được cải thiện, cả người độc thân hay đã có gia đình đều có được những giây phút vui vẻ và đầm ấm. Quý nhân, Ngọ, Mão, Tiểu Nhân, Tuất, Sửu, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, con số may mắn, 12, 94, 33. Tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng 12 năm 2023 âm lịch này, vận trình của người tuổi Đinh Mùi có nhiều diễn tiến bất lợi vì hung vận khá lớn. Bản mệnh cũng có nhiều mối bận tâm và lo lắng hơn trong tháng chạp này. Mưu sự có thể không quá thuận lợi nên cần có sự tính toán cẩn thận để điều chỉnh kế hoạch kịp thời. Vừa phải đối mặt với xung thái tuế, lại vừa không được nguyệt lệnh ủng hộ, những chú dê gần như luôn phải tự lực cánh sinh để giải quyết việc lớn nhỏ trong tháng này mà không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào. Nếu có người nhúng tay vào, nó đa phần chỉ khiến mọi chuyện rối ren hơn, vậy nên bạn không nên có tâm lý chờ đợi hay dựa dẫm vào bất cứ ai. Tháng này cũng nên chú ý thái độ cư xử và từng lời ăn tiếng nói của bản thân, tránh gây hiểu lầm không đáng vì không nói rõ ý hay người nghe có tâm tư khác nên cố tình xuyên tạc lời nói của bạn. Tài vận bị ảnh hưởng của đại hao hung tinh nên giảm sút khá mạnh, các nguồn thu không tăng, trong khi phải chi quá nhiều. Đây là tháng giáp Tết nên chắc chắn bạn sẽ phải bỏ ra khoản không nhỏ để sắm sửa, trang hoàng nhà cửa. Vận trình tình cảm của tuổi này khá rối ren và xảy ra nhiều biến động, đời sống hôn nhân nhiều xung đột, mâu thuẫn,
khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, tình cảm vợ chồng cũng ngày càng phai nhạt. Vấn đề xuất phát từ cả hai phía, nên đừng chỉ chăm chăm đổ lỗi cho đối phương mà không xem lại bản thân mình. Sức khỏe tuổi này có dấu hiệu đi xuống, căng thẳng, áp lực chính là nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật. Con giáp này cần tìm cách giải tỏa càng sớm càng tốt. Quý nhân, Ngọ, Tỵ, Tiểu nhân, Thìn, Tuất, màu sắc cát tường, trắng, xanh, con số may mắn, 34, 91, 22. Thưa quý vị, dân gian có câu, thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể thấy thời gian tới, người tuổi Đinh Mùi sẽ có cả thiên thời, địa lợi, chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ, và để giúp bản mệnh tuổi Đinh Mùi dễ dàng tìm được quý nhân, và tránh kẻ tiểu nhân. Sau đây sẽ là những tuổi hợp kết giao với tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, dựa theo can chi ngũ hành. Một tuổi Đinh Mùi với tuổi Tý. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này khá ăn ý, chuột sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, luôn giải quyết các vấn đề về khách hàng, tổ chức và các sự kiện, chuột thích kiếm tiền, thích địa vị và cái đầu làm ăn rất giỏi. Tuổi Dê không có hoài bão kiếm tiền nhiều như tuổi chuột, nhưng khá sáng tạo, có thể đảm nhiệm vai trò của hậu phương, nếu hai cái đầu cùng hợp lực, chắc hẳn sẽ tạo ra một đế chế khá bền vững. 2. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Sửu. Mối quan hệ giữa Sửu và Mùi có rất nhiều điểm cần bàn, vì đây là hai con giáp dường như đối lập nhau. Mâu thuẫn giữa hai hành tinh này bắt nguồn từ bản chất hoàn toàn khác nhau. Trong khi tuổi Mùi mơ mộng và có phần hơi lập dị, thì tuổi Sửu lại hết sức thực tế và nhạy cảm. Bởi vậy họ luôn tìm thấy những điểm khó chịu ở nhau. Người tuổi Dê cho rằng chính sự bảo thủ và thực tế của tuổi Châu khiến người cầm tinh con Châu hạn chế khả năng của chính họ. Còn tuổi Châu thì thấy tuổi Dê sống quá thiên về cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này cần cố hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ mới êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá, thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm, bởi vậy đòi hỏi cả hai tuổi này phải cùng cố gắng và kết hợp hài hòa. 3. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Mão. Mối quan hệ giữa Mão và Mùi sẽ rất bền chặt. Hai tuổi này có những điểm giống nhau, nhưng cũng có điểm khác nhau. May mắn là điểm khác nhau lại bổ sung cho nhau để hai con giáp này dễ dàng hòa hợp. Khi là đối tác kinh doanh, Mão và Mùi có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba, bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả, đó là nghệ thuật, tình cảm. Bên cạnh đó, Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay Mão, vì Mão không có khả năng làm được, Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. 4. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Dần. Nếu hai hành tinh này là đồng nghiệp, Dần cần để không gian cho Mùi phát huy khả năng sáng tạo. Tuy trong con người Mùi có tính nghệ sĩ, nhưng không vì thế mà không đảm nhiệm tốt được công việc kinh doanh. Trong công việc, Mùi không thích mạo hiểm, làm điều gì cũng phải chắc chắn. Dù gì thì Mùi vẫn may mắn vì được làm việc cùng Dần, vì sự lạc quan, dũng cảm, hài hước của Dần là món quà tặng lớn đối với tuổi Mùi vốn bi quan và mẫn cảm. 5. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Thìn. Nếu hai hành tinh này làm ăn chung với nhau, thì họ có thể tạo thành một tập thể liên tục đi lên, bởi họ có những tính cách bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Thìn thông minh và năng lượng dồi dào, sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến, còn Mùi cũng thích chỉ huy, nhưng là những việc ở hậu phương, vì vậy giữa hai con giáp này không có chuyện tranh giành quyền lực. 6. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Ngọ. Nếu là đối tác làm ăn, Dê sẽ là người đứng đầu, vì con giáp này thích công việc quản lý hơn là ngựa. Dê suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty thì ngựa có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là Dê. 7. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tỵ. Khi là đối tác làm ăn, Tỵ và Mùi sẽ tạo thành một đế chế khá vững mạnh và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Với điều kiện khi họ có chung mục tiêu, Tỵ rất nhiệt tình trong công việc mà mình tin tưởng, và Mùi rất tuyệt vời trong việc xây dựng các ý tưởng. Tỵ sẽ là người ở ngoài chiến tuyến để mở rộng khách hàng và góp mặt trong các cuộc họp. 8. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Mùi. Trong làm ăn kinh doanh, hai người tuổi Mùi nên tìm người thứ ba để giúp đỡ trong việc quản lý tài chính. Bản tính lãng mạn, mơ mộng nên họ ít quan tâm đến việc đổi mới, cách tân để xây dựng công ty hoặc giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Cả hai đều lãng mạn nên nơi làm việc của họ được trang trí rất nghệ thuật và hợp phong thủy. 9. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Thân. Trong mối quan hệ làm ăn kinh doanh, hai người có thể sẽ phải chịu đựng những căng thẳng. Thân thường chỉ ham vui, chứ không thực sự là con người của công việc.
Mùi là người có tham vọng phát triển các ý tưởng độc đáo, nhưng lại không giỏi trong vấn đề quản lý tài chính. Mùi thích trang trí nơi làm việc của mình theo phong cách riêng. Mặc dù thích quyền lực, nhưng cả mùi và thân đều không quyết đoán, dễ bị dao động trước những lời xu nịnh. Do đó, họ cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng. 10. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Dậu. Mùi và Dậu có thể hợp nhau hơn khi là bạn làm ăn. Dậu là người có con mắt tinh tế và có đầu óc, rất phù hợp với việc quản lý tài chính và những công việc tương tự tự khác. Còn Mùi có thể đưa những ý tưởng, sáng kiến hay trong kinh doanh. Mùi khá may mắn, còn Dậu khá có duyên với tiền, nên hai tuổi hợp lại làm ăn sẽ rất phát đạt. 11. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tuất. Khi là bạn làm ăn kinh doanh, Mùi và Tuất có thể hỗ trợ nhau tốt hơn. Với khả năng ngoại giao tốt, Tuất có thể là người đại diện cho công ty trong công việc, giao thiệp với khách hàng. Tuất rất trọng chữ tín khi làm một việc gì đó, Mùi có thể tin tưởng vào sự chân thật của người bạn đồng hành với mình. 12. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Hợi. Trong làm ăn kinh doanh, Mùi và Hợi có thể hợp tác và xây dựng được một công ty có tiếng tăm và uy tín. Họ sẽ thành công nếu họ biết chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và đầu óc tinh tế của Mùi. Nhìn chung Mùi khá may mắn, nên luôn có được những thành công bất ngờ trong kinh doanh. Tuy nhiên, Mùi không được thực tế cho lắm, vì thế nên vấn đề tài chính thường do Hợi làm chủ. Hợi là người chăm chỉ trong công việc và dễ dàng làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Bởi vậy Mùi sẽ là người đứng đằng sau và nắm quyền lực của công ty. Còn bây giờ là bí mật cải vận dành cho tuổi Đinh Mùi trong 2 tháng này. Quý cô bác hãy tu tâm dưỡng tính và lắng nghe lời cổ nhân dạy về thận trung, thận trọng, lúc cuối như lúc đầu. Trong việc tu thân dưỡng đức, cổ nhân cho rằng cần phải thận trọng, cảnh giác ngay khi sự tình mới xảy ra, luôn ghi nhớ ranh giới để dừng lại đúng lúc, tránh đi lạc đường. Ví như, khi vừa nảy sinh tâm niệm xấu thì cần phải chấn chỉnh lại ngay thì sẽ không dẫn đến hành động xấu, để lại hậu quả về sau. Đó là điều cổ nhân gọi là thận sơ thường là điều mọi người đều làm được, nhưng trọng lúc đầu không nhất định là sẽ có thể làm tốt được bước cuối. Người ta thường lơ là buông lơi khi đã bước vào giai đoạn sắp kết thúc, khi sắp đạt được thành công, bởi vậy mà không ít người bị thất bại. Ví như, nhiều người cả đời thanh liêm, được người người kính trọng, nhưng khi sắp rời trốn quan trường lại vì danh lợi tình dẫn dụ, mà để tiếng xấu muôn đời, thậm chí con cháu bị cười chê, cho nên thận trọng lúc cuối như lúc đầu là mấu chốt phòng ngừa, sắp thành lại bại. Trong sách Đạo Đức Kinh viết rằng, tận trung như thủy, tắc vô bại sự, tức là thận trọng lúc cuối như lúc đầu thì việc sẽ không bị hư. Lão Từ cho rằng đối với bất kể sự tình gì, trước sau đều phải thận trọng, phải thủy chung bảo trì sự nhiệt tâm đối với làm việc, làm được đến nơi đến chốn. Đặc biệt, trong giới tu hành, nếu một người luôn thận trọng lúc đầu nhưng lại lơ là lúc cuối thì cũng khó đạt được kết quả viên mãn, tốt đẹp. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.